Chào tất cả mọi người nhá. Sau đây kia chào tất cả mọi người nha. Chào Nguyễn Duy vui nha. Ad hát rất nhiều. Ê sao ạ? Vâng. Chào Phúc Cò nha. Rồi, anh ơi, ad hát đi ạ. Đây là bắt đầu 2020-2021 đi ạ. Chào Phạm Tuấn Anh, chào Đào Xuân nha. Em hát còn rất nhiều luôn. Mọi người muốn thắc mắc con xe nào cũng để lại bình luận nhé. Em sẽ trả lời cho mọi người nhé. Chào Thảo Phạm nhá. Em hát mo rất nhiều cho mọi người luôn. Em hát mo có từ các đời là 2015 đến 2021, cửa hàng đều có nhé. Xe cũ, xe mới, cửa hàng đều có cho mọi người luôn. SH Nam này, các đời từ 2013 đến 2021, cửa hàng cũng có cho mọi người. Xe mới và xe cũ tất cả đều có cho mọi người luôn nha. Chào Đức Bình Phạm nha. Abalet cửa hàng sẽ có cho mọi người nhé. Vep 3 này, Liberty này, Grander, cửa hàng đều có. SH là chỉ từ 50.800.000. Là mọi người có xe rồi nhá. Từ 2012. Abarth là từ 27.800.000. Đời 2015 nhé. Chào Lê Văn Cường nhé. Xe Jeep này, xe Abarth này, xe Vision đen nhám này, cửa hàng cũng có. Xe Abarth đỏ đen, Janus. Chào Nguyễn Diễm Anh nha. Còn mọi người muốn tham khảo con xe nào để lại bình luận nhé. Em sẽ gửi đường link cho mọi người và báo giá cho mọi người trực tiếp luôn. Chào Lê Đậm nha. Đây là xe mới cửa hàng nhé. Cửa hàng có rất nhiều dòng xe mới luôn. Thì mọi người cứ vào trang web của cửa hàng để tham khảo nhé. Tất cả các xe cửa hàng đều có hỗ trợ cho trả góp cho mọi người nha. SH trắng rất nhiều luôn. SH đen này. Xe cũ xe mới cửa hàng đều có nhé. Mọi người muốn tham khảo con xe nào có để lại bình luận. Cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình. Có thể mọi người có thể tham khảo trực tiếp luôn. Cửa hàng địa chỉ tại 237, 289 và 238 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nhé. chào anh Hà Tùng ạ. Chết ạ. Chào một chút nha. Chào Văn Tâm, chào Phạm Thanh Hưng nha. Chào Đức Nhân nhá. Chào đổi thay ạ. Anh đổi thay ơi, anh mua xe X-Sai về chạy con mượt không anh? Anh ơi, nhà em bán hết rồi. Nhà em bán đang không con nào ạ. À, có một con xe màu đen X-Sai 2010, đăng ký 2011, màu đen anh nhé. Còn con đấy là giá
35.800.000 anh ạ. Xe đẹp lắm. Chào Đức Nhân. Vâng. Không có cần công chỉnh gì thì anh cứ mang cửa hàng em anh nhé. À, cảm ơn anh đã ủng hộ cửa hàng nha. Đức Nhân ơi, SH đời 2016 tầm 60, xung quanh 60 triệu bạn nhé. Phạm Thanh Hưng ơi, anh ơi cái này bên em này tùy từng con xe cơ, với cả tùy từng chất máy của xe nữa. Nên mỗi khi mỗi xe lại cùng đời nhưng có thể giá lại chênh nhau khoảng tầm 1-2 triệu. Nên bên em sẽ quay cho mình xem trước và mình muốn hỏi cái nào thì bên em sẽ gửi đường link cho mình nhé. Hà Tùng ơi, cái này em phải hỏi giám đốc nhá. Chào chân đi một dép nha. Đức Nhân ơi, xe 2016 sẽ đi tầm xung quanh từ 1 vạn đến 2 vạn bạn nhé. Bạn cứ lên cửa hàng chạy thử xe, xe còn đẹp lắm nhé. Anh ơi, cái báo giá ấy, thì nó sẽ tùy từng chất xe nữa, từng con xe nữa. Thế là kể cả nó cùng đời ấy, nhưng mà cái giá có thể chênh nhau. Nên anh cứ tham khảo ở trong đường link bọn em gửi cho anh nhé. Nguyễn ơi, quán có Vario 150 nha. Cửa hàng đang có hai con, một con là màu trắng đen là 150. Đời 2019 ạ. Giá là 40.800.000 bạn nhé. Mọi người có thể để lại comment nhé, thì cửa hàng sẽ gửi link cho mình để tham khảo chi tiết hơn. Đây, đây là SH, giá 50.800.000, chủ thành phố đời 2012, màu xám. Chào Sơn Hoàng nha. Nguyễn Nguyên ơi, con Vario cửa hàng đang để con Vario bên này, nhưng mà con này sẽ là màu đỏ đen nhá, à đỏ trắng, màu đỏ trắng đen, đời 2021, xe còn mới nguyên. Đổi thay ơi, anh ơi, có xe X-Size 2010 ấy, bọn em để bên kia mất rồi, bên xe số anh ạ, thì hôm nay em like bên xe ga. À, tí nữa em sẽ gửi đường link cho mình để xem con xe đấy anh nhé. Con này là giá 46.900.000. Xe mới chạy có mấy trăm cây thôi, xe rất mới luôn. Ok anh nhé. Cửa hàng còn rất nhiều dòng xe khác như là SH More này, Vision, Abarth, Grand này, Vespa và Solis. Mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Chào Thảo Phạm nha. Lít lít chỉ từ 27.600.000 là đã có xe lít rồi nhá. Xe lít mới cửa hãng có luôn, chỉ từ 38.800.000 là đã có xe lít mới rồi mọi người nhá. Xsite 2010 con tay
Vâng, khi nào có thì bên em sẽ báo cho mình nha. À, tí nữa bên em sẽ gửi tin nhắn cho mình ấy, thì mình nhắn tin giúp em số điện thoại của mình nhé để em lưu vào hệ thống. Rồi có gì em sẽ gọi cho anh nhé. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Thì mọi người có muốn tham khảo con xe nào ấy, cứ để lại bình luận. Em sẽ gửi đường link cho mình để tham khảo và tư vấn cụ thể cho mọi người luôn. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của cửa hàng nhé. Và rất mong được sự ủng hộ của mọi người đến với cửa hàng nhé. Xin chào gặp mọi người nha.